Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi làm bánh bèo. À, Mai Khôi chia sẻ cái cách Mai Khôi pha bột cũng như là cái cách đổ bột để ra được những chiếc bánh bèo nó có xoáy, có lúng đồng tiền đẹp như thế này. Cách làm rất là đơn giản luôn các bạn, bảo đảm ai cũng làm thành công. Đồng thời Mai Khôi sẽ làm nhân ăn cùng với bánh bèo đó là nhân tôm thịt ướt theo kiểu bánh bèo chén của Đà Nẵng đó. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm bánh bèo nha. khôi sẽ pha bột trước nha. Mấy khôi có đây là 300 g bột gạo, 50 g bột năng và 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Mấy khôi trộn hỗn hợp lên, cho vào đây là 400 ml nước lạnh. Mấy khôi khuấy cho bột nó tan ra hết nha. Khi bột đã tan ra hết thì mới khôi để cho cái tô bột này nó nghỉ ở nhiệt độ phòng ít nhất là 45 phút nha. Trong lúc đợi bột thì mới khôi đi chuẩn bị phần nhân. Đầu tiên mới khôi sẽ làm mỡ hành. Thì mới khôi cho dầu ăn vào trong một cái nồi nấu cho dầu này nó nóng lên. Các bạn cho đũa vào và thấy nó nổi bọt li ti như thế này, tức là dầu nó đã nóng rồi. Thì mới khôi cho cái nồi dầu này vào trong cái chén hành lá mới khôi đã cắt sẵn thì dầu nó rất là nóng cho nên nó sẽ làm chín hành của mình luôn trộn đều hành lên là coi như mai khôi đã có chén mỡ hành rồi đó cái nồi lúc nãy mai khôi chừa lại một chút xíu dầu ăn rồi cho vào đây khoảng 100g hành tím băm nhuyễn mai khôi phi cho hành này nó thơm lên khi hành đã thơm thì mấy khôi cho vào đây là 200g thịt ba chỉ xay nhuyễn Mấy khôi dùng thịt này để nó có mỡ thì ăn nó đỡ bị khô nha Mấy khôi nêm vào trong cái phần thịt này là 1 phần 3 muỗng cà phê muối 1 phần 2 muỗng cà phê đường Mấy khôi sẽ nấu cho cái phần thịt này nó săn lại thì khi mà thịt nó săn lại như thế này, mấy khôi sẽ cho vào đây là 250g tôm xay nhuyễn. Thì cái phần tôm thịt các bạn có thể cho vào tùy theo sở thích nha. Mấy khôi xào cho cái phần tôm này nó rời ra tại vì bây giờ nó đang còn dính chùm lại với nhau đó. Để cho cái phần tôm thịt nó có màu đẹp á, thì thường sử dụng màu của gạch tôm nhưng mà mấy khôi không có thì mấy khôi sẽ sử dụng một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Cái màu ớt bột này thì nó không có cay, nó chỉ tạo màu thôi. À, các bạn cũng có thể sử dụng ớt bột paprika, còn nếu không có thì à, sử dụng dầu màu đều nha. Bây giờ mấy khôi cho vào đây là 500 ml nước sôi. Cái lượng nước các bạn cho vào tùy theo các bạn muốn cái nhân của mình nó nhiều hay là nó ít. Mấy Khôi muốn nó nhiều thì mấy Khôi cho vào đây thêm 200ml nước sôi nữa Tổng cộng là 700ml nước Còn nếu các bạn muốn cái phần nhân của mình ít thôi Thì các bạn chỉ sử dụng 300 cho tới 500ml nước sôi nha Đây khi cái phần nhân nó sôi lên á Thì mấy Khôi sẽ vớt cái bọt đi ha Khi mà vớt bọt xong thì mấy Khôi nêm vào đây chút xíu muối, chút xíu đường À, đợi cho đường muối này nó tan ra thì nêm nếm lại xem đã vừa ăn hay chưa Thì cái phần nhân này các bạn nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình nhưng mà đừng nêm nó quá mặn tại vì lát nữa cái bánh bèo này sẽ ăn chung với nước mắm nữa nha Sau khi nêm nếm vừa ăn thì mới khôi cho vào đây một muỗng canh dầu màu đều để cho cái phần nhân này nó có cái màu đẹp hơn hấp dẫn hơn. Thì đây các bạn thấy cái nồi nhân của mấy khôi không? Nó đỏ rất là đẹp nhưng mà lát nữa cho thêm bột vào cho cái nhân này nó sệt đi á Thì cái màu nó sẽ nhạt bớt đi nha Ở đây mấy khôi có là 6 muỗng canh bột gạo Mấy khôi cho nước vào và khuấy cho cái bột này nó tan ra Khi mà cái nước bột gạo nó đã tan ra hết thì mấy khôi cho từ từ vào trong cái nồi sốt nhân vừa cho vừa khuấy đến khi nào mà cái nồi sốt nhân này nó sệt lại như là mấy khôi mong muốn thì sẽ ngừng ha khi mà cái phần nhân tôm thịt này nó sệt lại thì mấy khôi tắt bếp tại vì cái phần nhân này mà để nguội bớt đó nó sẽ còn đặt lại nữa cho nên các bạn lưu ý là cứ cho cái phần nước bột gạo vào từ từ khuấy cho khi nào cái nhân này nó sệt lại như mong muốn là tắt bếp nha cứ như phần nhân tôm thịt mấy khôi đã làm xong ha và đây là cái tô bột Mấy Khôi đã cho nghỉ được gần một tiếng đồng hồ Bây giờ Mấy Khôi khuấy cho bột này nó đều lại Và cho vào đây là 500ml nước mới nấu sôi xong Thì Mấy Khôi dùng nước nấu sôi này Thứ nhất nó sẽ khử được cái mùi bột Thứ hai là nó sẽ giúp cho cái bánh của mình khi đổ nó mềm mượt hơn Và nó dễ có xoáy hơn Mấy Khôi có ở đây là một cái ca Nó có cái miệng như thế này Để lát nữa mình đi đổ bánh nó sẽ dễ hơn Mấy Khôi cho cái tô bột đã khuấy đều vào trong cái ca này nha Đó bây giờ đem cái ca này đi đổ bánh ha Để phần khuôn để đổ bánh thì nhà Mấy Khôi có cái gì Mấy Khôi dùng cái đó Mấy Khôi có những cái khuôn này và cái khuôn nhỏ nhỏ để làm bánh khắp khách á Thì đó là những cái khuôn để Mấy Khôi dùng nha Ở đây Mấy Khôi đã bắt sẵn một cái nồi nước để mà hấp bánh Thì muốn cho bánh nó có xoáy á Thì nước ở trong nồi nó phải hơn 1 phần 2 nồi đó nó phải nhiều nước nha các bạn và lửa phải mạnh, tức là mấy khôi dùng số 8 trên số 9 để hấp bánh. Cái yếu tố thứ hai mà giúp cho cái bánh bèo của mình nó có xoáy là các bạn phải làm nóng những cái chén, cái khuôn trước khi các bạn cho bột vào. Thì khi mà nước sôi mấy khôi sẽ xếp những cái khuôn, cái chén này vào và hấp trong vòng 5 phút để chắc chắn rằng những cái khuôn này nó sẽ được làm nóng. Sau 5 phút mấy khôi mở nắp nồi ra thì những cái chén, cái khuôn này nó đã nóng rồi. Mấy Khôi sẽ khuấy cái ly bột lúc nãy đó Khuấy cho nó đều để tránh là bột nằm ở dưới và nước nằm bên trên Thì khi mà khuấy đều rồi thì mấy Khôi đổ bột vào trong những cái chén này nha Và điều thứ ba mà làm cho cái bánh bèo của mình nó có xoáy sâu và đẹp đó là khi đổ bột vào cái khuôn bánh á, các bạn phải đổ bột nó có độ dày. Còn đổ mỏng thì nó sẽ không có xoáy đâu nha rồi sau khi cho bột vào trong chén xong mấy khôi sẽ đậy nắp lại và hấp cho tới khi nào cái bánh này nó chín ha trong lúc đợi cho bánh nó chín thì mấy khôi sẽ đi pha nước mắm ăn chung với bánh bèo nha mấy khôi cho vào đây là một muỗng canh đường cát bốn muỗng canh nước ấm nóng mấy khôi dùng nước ấm nóng để khuấy đường cho nó nhanh tan tiếp đến là một muỗng canh nước mắm mấy khối khuấy lên rồi cho vào đây là 1 phần 2 muỗng canh nước cốt chanh thì cái phần chanh các bạn cho vào theo cái khẩu vị nha cuối cùng mấy khối cho vào đây là vài lát ớt nha mấy khối hết ớt đỏ rồi còn cái ớt vàng này thôi đó vậy là xong chén nước mắm sau 7 phút hấp bánh mấy khối mở nắp nồi ra wow các bạn thấy nè cái bánh bèo nó có xoáy lúng đồng tiền rất là rõ luôn đó nhìn đẹp chưa các bạn cái nào nó cũng có hết á thì các bạn cứ theo những cái điều mà mấy Khôi chia sẻ đó là nước trong nồi hấp phải nhiều, hấp với lửa lớn. Cái khuôn, cái chén đổ bánh vào thì phải làm nóng trước. Và đổ bột phải có cái độ dày thì nó mới có xoáy được. Thì đây là cái bánh bèo nó đã chín rồi, mấy Khôi lấy ra nha. Bây giờ mấy Khôi tiếp tục hấp cho tới khi nào hết phần bột luôn ha. Ta-da! Vậy là bánh bèo mấy khôi đã đổ xong Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn Cái nào nó cũng có xoáy, nó cũng có lúng đồng tiền hết Đó, xoáy lúng đồng tiền nè Cái nào nó cũng có đều như nhau hết đó các bạn Các bạn cứ theo những cái điều mà mấy khôi chia sẻ là bảo đảm thành công ngay lần đầu tiên Đây, lúng đồng tiền của ai vào nhận <laughs> À mấy khôi đổ bánh vào trong những cái khuôn sứ này á Thì thời gian hấp nó sẽ lâu hơn, mất khoảng 10 phút Rồi mấy khôi sẽ múc cái nhân tôm thịt cho vào trong cái chén nha Hôm nay sẽ ăn bánh bèo theo kiểu bánh bèo Đà Nẵng <laughs> Nhân tôm thịt ướt Rồi cho chút dầu hành, mỡ hành vào Đó, nhìn hấp dẫn liền luôn á các bạn À không, nhưng mà nó còn thiếu hành phi Đó, rất là thơm luôn trang lên chút xíu nước mắm có miếng ớt nữa ui chà chà nó ngon <laughs> bây giờ Mai khôi sẽ mời các bạn thưởng thức cùng với Mai khôi nha mm. cái bánh nó mềm mềm nó có độ dai nha các bạn à, thịt nhân nhân thịt đó thì nó vừa ăn thêm cái mùi thơm của mỡ hành hành phi và cái vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm ừ, rất là ngon luôn Mấy Khôi làm hai cái sự so sánh giữa cái bánh độ dày nó mỏng hơn và một cái bánh là độ dày nó dài hơn. <laughs> Đây các bạn thấy hai cái độ dày nó khác nhau không? Thì cái xoáy nó cũng sẽ khác nhau luôn. Một bên xoáy nó cạn và một bên thì cái xoáy nó sâu hơn. Thì cái này tùy theo các bạn muốn ăn cái bột nhiều hay bột ít mà các bạn đổ. Nhưng mà nhớ là phải đổ. Nó có độ dày thì nó mới có xoáy nha. Đây cái bánh nó ít dày á, thì nó rất là dẻo. Này, nó dẻo dai này các bạn thấy không còn cái bánh mà mấy khôi đổi dài nhiều á thì nó vẫn mềm dẻo dai đó các bạn thấy nè và lắc thì nó có thêm độ rung rinh còn cái kia lắc nó không có rung rinh đó Mấy Khôi hy vọng rằng với những điều Mấy Khôi chia sẻ trong video ngày hôm nay, một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn có thể làm ra được những chiếc bánh bèo có xoáy, có lúng đồng tiền, xinh đẹp như là các bạn mong muốn. Và nếu các bạn muốn làm bánh bèo uh, chén theo kiểu Đà Nẵng thì có thể vào bếp cùng với Mai Khôi làm ha. Bây giờ Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biến tốt.